Quán Âm Bồ Tát. Khi đi ngang qua biển Nam Hải, nhìn thấy trên biển có một con quái vật đầu rồng thân rùa đang làm hại bá tánh. Con kim ngao này tuy đã tu hành ngàn năm mà tâm tính vẫn không hiền lành. Ta phải giúp nó cải tà quy chánh mới được. Thì ra, tại vùng biển nước Việt có rất nhiều ngư dân sinh sống. Mọi người đang sống yên lành. Cách đây không lâu, thình lình xuất hiện quái vật kim ngao tác oai tác quái, gây nên sóng to gió lớn. Thuyền đánh cá chỉ cần gặp nó đều sẽ bị đánh vỡ nát. Bồ Tát thấy vậy liền quá thân, biến thành một ngư dân đến sống ở một căn nhà bỏ hoang ven biển. Nhìn thấy có người đến ở bờ biển, những người sống gần đó đều bàn tán xôn xao. Nghe nói có người mới đến vùng biển, người này không sợ chết sao? Chúng ta dẫn đến khuyên ông ta đi. Con quái vật này đã hại chết nhiều người lắm rồi. Lúc này, Bồ Tát đang dùng tơ tằm cõi trời bệt một sợi dây thần lớn. Mọi người nhìn thấy đều hoang mang khó hiểu. Sư phụ, ông đang làm cái gì vậy? Lưới bắt kim ngao hả? Dùng cái đồ bé xíu này để bắt con quái thú đã giết rất nhiều người ấy à? Bồ Tát nhẹ nhàng mỉm cười, dùng một cành dương liễu giót thành vài cái móc ngược, lại thấy ngài nặng một người đất. Mọi người đang còn nghi hoặc thì bỗng nhiên tiếng sóng biển đánh ầm ầm. Kim ngao đến rồi, kim ngao đến rồi, mau chạy đi, mau chạy đi, chạy đi, mọi người mau đến núp sau tảng đá đi. Bồ Tát một tay cầm hình nhân bằng đất, tay kia kéo sợi dây thần chạy về phía trước. Kim ngao thấy có người phía trước liền há mõm phun ra một luồng nước hung hãn đánh về phía Bồ Tát. Bồ Tát chẳng hề tránh né, để mặc cho dòng nước đập vào người. À, thật kỳ lạ, đúng đó, ông ấy còn chẳng bị đánh ngã nữa. Kim ngao dường như bị khiêu khích, rống lên giận dữ, lại xông tới tấn công. Bồ Tát quát lên, nghiệt súc, không được vô lễ. Đồng thời, ngài đem hình nhân quăng về phía quái thú. Kim ngao thấy là hình người nên há to miệng nuốt vào bụng. Bồ Tát nắm sợi dây thần kéo, kim ngao bị lôi lên mặt đất, đau đớn gào thét điên cuồng. Con nghiệp súc này lại ở nhân gian tàn hại sinh linh, nay ta phát lòng từ bi, ta sợ đổ quá cho ngươi đến Nam Hải để tu hành, có chịu hay không? Kim ngao cúi đầu nằm phục xuống, không dám dùng dãy. Bồ Tát thu phục xong kim ngao liền biến trở lại thân tướng trang nghiêm. Hả? Thì ra là Quan Âm Bồ Tát. Thì ra Quan Âm Bồ Tát. Kim ngao đã bị thu phục. Từ đây mỗi ngày các ngươi có thể an tâm rồi. Đa tạ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đa tạ Quán Thế Bồ Tát. Đa tạ Quán Thế Bồ Tát. Quan Thế Âm thu phục Kim Ngưu. Kim Ngưu hóa thành rồng, một đường hướng Nam Hải mà đi. Lần này, hóa thân của Bồ Tát Quan Âm được tôn xưng là Quan Âm cưỡi rồng. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô A